Trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu đã cho hiệp 1 được bắt đầu. Thời tiết nóng nực cũng sẽ là một bài test về mặt thể lực cho các cầu thủ ở trận đấu ngày hôm nay. Rất nguy hiểm. Coi không vào. Bóng chưa đi qua vạch vôi. Một cơ hội 10-10 mà câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa vừa tạo ra với khung thành của Vũ Tuyên Quang. Một hậu vệ của câu lạc bộ Toprem Bình Định đã cứu nguy ngay trên vạch vôi khung thành. Đó là cơ hội rõ rệt đầu tiên của trận đấu này. Quả đá phạt góc được thực hiện bởi Quốc Phương. Đáng tiếc cho các cầu thủ của huấn luyện viên Luka Petrovic ở xung quanh. Và đồng vào của Di Mario đánh đâu. Đáng tiếc cho các cầu thủ Toprem Bình Định với cơ hội vừa rồi thuộc về Hoàng Sơn. Đó là pha bóng mà hậu vệ của Đông Á Thanh Hóa đã có phán đoán điểm rơi thiếu chính xác. Mặc dù vậy thì đó là một tình huống dứt điểm không tốt của Hoàng Sơn. Cú đá không có gì là nguy hiểm. Ramos vẫn đang là cầu thủ áo vàng. Pinto qua người vào lòng Pinto chân tay. Đó là tình huống dứt điểm của Quốc Phương. Phóng vừa rồi là một cơ hội nguy hiểm dành cho Thanh Hóa. Những gì khó nhất thì Paulo Pinto đã làm và tạo ra cho Quốc Phương cơ hội này. Hướng đi bóng sộc thẳng vào khu trung lộ và cố gắng đưa trái bóng tới khoảng trống dành cho Quốc Phương. Đáng tiếc là trái bóng lại đi chệch cột dọc. Mà Thanh Hóa đã bắt đầu ổn định lại được mọi thứ một cách tốt hơn và họ cũng là đội bóng sở hữu nhiều cơ hội hơn. Di Mario không được. Di Mario, Henrio không vào. Đó là tiếng dứt điểm thứ 3 của đội chủ nhà kể từ đầu trận. Đình Kha thêm quả tạt nữa. Đánh đâu. Những phút giây mà người hâm mộ sân Quy Nhơn đang cảm thấy hứng khởi với hàng loạt những tiếng tấn công liên tiếp của đội chủ nhà. Đường truyền của Di Mario dành cho Henrio. Việc các hậu vệ của Đông Á Thanh Hóa cũng đã lùi về áp sát nhanh đã khiến cho cơ hội dứt điểm của Henrio bị thu hẹp lại. Sẽ là quả đá phạt góc được thực hiện bởi Henrio. Không thành công. Và đây vẫn là cơ hội dành cho An Bung Kyun. Đã có những phút giây sơ hở và lúng túng của hàng phòng ngự Đông Á Thanh Hóa. Chỉ trong vòng có 3 phút, cầu thủ Toprem Bình Định đã có được liên tiếp những cơ hội rõ rệt. Đường chuyền khá hay của Trịnh Đình Hùng. Đánh đâu, không vào. Chưa đủ lực để có thể đánh bại được Vũ Tuyên Quang. Loạt những sơ suất của hàng phòng ngự Toprem Bình Định và phối hợp giữa Trịnh Đình Hùng. Quả tạt được hiện bởi Xuân Hùng và Ramos là người đã dứt điểm. Một mình Ramos trong một Quốc Vương và Paulo Pinto. Quốc Phương! Bàn thắng dành cho Đông Á Thanh Hóa và đội khách vươn lên dẫn 1-0. Một pha đá phạt quá đẹp mắt của Quốc Phương. Đó là bàn thắng thứ 16 của Đông Á Thanh Hóa mùa này.
Họ nằm vào trong top các đội bóng có hàng tấn công tốt nhất. Niềm vui của suýt các cổ động viên Thanh Hóa đang có mặt trên sân vận động Quy Nhơn. Và lần thứ hai liên tiếp trên sân nhà đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng bị đối phương vươn lên dẫn trước. Vẫn là một quả đá phạt. Vòng đấu thứ 9 là quả đá phạt của Hoàng Đức, câu lạc bộ Viettel. Và vòng đấu này là quả đá phạt trực tiếp của Quốc Phương. Thủ môn Vũ Tuyên Quang đã làm tất cả nhưng không thể ngăn chặn được bàn thắng vô cùng đẹp mắt này. Đó là pha lập công thứ hai của Lê Quốc Phương mùa này. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bàn thắng của Lê Quốc Phương với những đường chuyền dài cho Romario, và sau đó đã thay đổi cục diện, tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn và cuối cùng cũng đã có được bàn thắng. Khá nguy hiểm. Một tình huống phá bóng mà suýt chút nữa đã trở thành một phá bóng đốt lưới nhà. Cơ hội đầu tiên dành cho câu lạc bộ Topelec Bình Định ở hiệp 2. Có vẻ như là trái bóng đã đi hết đường biên trước khi nó được đưa vào phía trong. Di Mario. Quả bóng vào là của Đình Khá. Vào bóng lộn xộn, Henrio. Sút bóng, cơ vào. Trong phạm vi hẹp nhưng các cầu thủ Topelec Bình Định vẫn có được tình huống dứt điểm về khung thành đối phương. Rất đông cầu thủ đã tham gia vào tình huống tranh chấp vừa rồi. Và trong khu vực 16m50 thì chân sút của đội áo trắng vẫn kịp thời tung ra được tình huống dứt điểm. Một pha bóng mà thủ môn Thanh Diệp của đội khách Đầu Á Thanh Hóa đã chơi tốt. Topelec Bình Định vẫn không biết làm thế nào để có thể đẩy cao tốc độ. Pha đồng vào của Hồ Tấn Tài đánh đâu. Bóng đã chạm tay cầu thủ tấn công của Topelec Bình Định, đó có lẽ là Đình Kha. Một tình huống phối hợp và Hồ Tấn Tài đã đưa trái bóng vào phía trong khá tốt với quả tạt của mình. Ta sẽ cùng xem lại pha bóng vào của Đàm Tiến Dũng. Và sau đó bóng đã chạm tay của Đình Kha. Họ mới chỉ dẫn trước một bàn. Dứt điểm, đó lại là cơ hội dành cho Hoàng Đình Tùng. Sau khi được tung vào sân ở hiệp 2 này, Hoàng Đình Tùng đã có tới 4 cơ hội để có thể ghi bàn. Cách biệt chỉ là một bàn mà thôi. Mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Rất nguy hiểm. Cơ hội chỉ tới với câu lạc bộ Topelec Bình Định từ những tình huống cố định. Pinto. Cơ hội dành cho Lê Văn Thành Long. Thêm một cơ hội nữa bị đội bóng áo vàng bỏ lỡ ở trong hiệp 2. Cầm bóng ít hơn so với đối thủ.